Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu bên trong khoang máy của chiếc xe SH125 Đây là phiên bản đầu tiên của SH Việt Nam Có khá nhiều linh kiện ở trong khoang này Đây là cục thông hơi bình xăng Nó sẽ được điều khiển thông qua một cái van Để thông hơi khi mà các bạn tưởng tượng bình xăng có kín ấy, Thì xăng chảy hết thì nó sẽ thông hơi thôi Đây là phần bình xăng ở trên này, đây có cái van ở bên cạnh Đây là bình xăng Và đây là cái van để điều chỉnh cái quá trình thông hơi Phần dưới đây nó sẽ quan sát thấy phần ống gió nó hút từ bầu gió vào và đây là cái cảm biến về chất lượng không khí tiếp theo nó là kim phun xăng điện tử này phun xăng này còn cái ống này là ống thông hơi của động cơ cái ống thông hơi động cơ sẽ dẫn xuống dưới Còn đây là cái cụm động cơ ở trong này Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ thấy cái hệ thống làm mát của động cơ này, nó làm mát bằng chất lỏng. Chất lỏng sẽ dẫn nhiệt tuần hoàn ra cái két nước để làm mát cho động cơ. Ở dưới các sẽ thấy phần đầu bò, trong này thì có trục cam và su bát. Bên cạnh đó thì có cái buji để đánh lửa cho động cơ. Còn đây là phần aqui, aqui 12V 5A. Cạnh quy thì sẽ có hộp cầu trì nếu mà máy có vấn đề điện thì các bạn sẽ kiểm tra hộp cầu trì này thường nó bị ẩm ướt là dẫn đến là tiếp xúc kém tiếp theo là phần phía dưới chúng ta sẽ quan sát thấy ống xả này rồi hệ thống dẫn động ra phía bánh của phía trên này thì là bầu hút gió trong này sẽ có lọc gió và mặt bên của xe máy thì chúng ta sẽ thấy cái phần đề của xe trong này thì có đề từ ACG đề rất là êm còn cái quạt gió nó sẽ có tác dụng làm mát cái kết nước ở đây đây là kết nước chính chúng ta còn có một cái kết nước phụ ở phía dưới nữa thì khi mà xe máy bị quá nhiệt thì bạn sẽ phải kiểm tra nước làm mát nhé sẽ có bị thất thoát hết không cái nước phụ này khi mà kết nước chính bị thất thoát nước hoặc hết nước ấy, thì nó sẽ tự động hút từ kết nước phụ lên đây là kết chính này cái chính này có nhiệm vụ là dẫn nước nóng ra đây và được làm mát bởi quạt gió giúp làm mát cho toàn bộ động cơ. Còn bên cạnh đó chúng ta sẽ thấy cái chỗ này để các bạn đổ dầu cho xe. Thay dầu sẽ đổ dầu qua đây đấy ạ. Trên đây là cấu tạo cơ bản của khoang máy xe SH125 Việt Nam phiên bản đầu tiên. Hy vọng video này hữu ích với các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.